Dạ xin kính chào anh chị ạ. Hôm nay anh em Hà đem về được ít mật ong anh chị. Đi lấy hoa lan cộng với ít mật ong mà đem xuống anh chị này. Thì hiện tại mùa này đang là mùa mật ong anh chị. Mật còn nguyên tô luôn anh chị này. Đẹp thế kìa. Là chắc được tầm cỡ được mấy 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 lít gì được chị gì con được mấy ký à, chắc vét lên được được tầm 2 lít. Mật ong rồi các loại hoa lan anh chị, mùa này thì anh em họ đi lấy toàn là kiếm thôi, đi lấy rừng gần gần kiếm rồi. Cái này là bạch thanh đạm đuôi phượng này. Cái dáng hương. Mùa này rất ít lan luôn ạ. Xin kính chào các anh chị ạ.